Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đang đến với kênh Hồng Thống Family Cuộc Sống Hàn Quốc. Và hôm nay là ngày thứ ba thì Thống quyết tâm đi tìm chỗ khác để tìm bắt cua nghe cả nhà. Và hôm qua đã bắt không thành công nhưng mà được cái là thu hoạch rất là nhiều sò nghêu rồi khủng lồ, rất là ngon luôn nghe cả nhà. Và bây giờ hôm nay là ngày thứ ba thì Thống quyết tâm là đi tìm chỗ khác coi thử coi có cua nữa không nha. Và bây giờ thì ở đây tuyết đang rơi nè cả nhà, mọi người thấy không, tuyết đang rơi rất là nhiều luôn. Đấy. Và bây giờ Thấm xin mời cả nhà là cùng Thấm đi tìm cua, và quyết định hôm nay dám tìm được cua nha. Let's go. Xin chào cả nhà. Thì bây giờ bắt đầu đi ha. Chồng mình lái xe chắc được một phút rồi, sau đó mình sẽ lội bộ đến cái bãi biển đó để bắt nhiều nha cả nhà. Và hiện tại tuyết rất là dày đặc và liên tục rơi ghê, nên là lái xe cũng rất là khó. Bây giờ hôm nay Thấm quyết tâm là phải bắt được cua nha cả nhà, cố lên. Hy vọng là có cua để thu hoạch cua nha cả nhà. Và bây giờ để Thấm sẽ quay cho mọi người xem nha. Và cái đường đi như thế nào. Và hiện tại ở đây tuyết rơi rất là nhiều. Mọi người cũng có, tuy tuyết rơi nhưng mà mọi người cũng vẫn có nhiều người đi bắt nha cả nhà. Và bây giờ chúng ta sẽ đi thôi nào. Let's go. Lâu rồi chúng lâu rồi không thấy anh ấy lên video. Anh nhớ mấy chị Nam à. Xin chào Vietnam. Lâu rồi không thấy, và hôm nay thì hai vợ chồng mình đi nha. Bé mình thì đang ngủ nên là bé lớn của mình ở nhà đang trong đi chừng gây gần chừng một tiếng thôi cả nhà. Và tại vì lạnh lắm mình đi đường một tiếng là quay về rồi. Và bây giờ Thấm sẽ mời mọi người đi theo Thấm thôi nha. Và bây giờ đã đến nơi rồi nha cả nhà. Mọi người bắt đầu đi nha. Leo núi luôn. Quốc sang trang hàng hơn được gì mình thích. Thời tiết rất là nhiều. Hôm nay nhóm mình đi rất là đông, khoảng chục người. Thế cái bao nhiêu người nhé? Từ lớn người lớn cả trẻ em. À, chậm chạp là chậm chạp, đổ mồ hôi nó không có đâu. Chậm chạp đi. Mình không đá cái lần này đúng là đi chắc chở hơn, quyết tâm hơn. Hôm qua không có cái tiết, tiết rơi. Bây giờ đi cũng được 10 phút rồi. Wow, không khí cảnh ở đây rất là đẹp luôn cả nhà. Hôm nay nhóm mình đi đâu gần 10 người, cả người lớn lẫn trẻ em. Đúng là đi cái không khí tuyết này nó cảm giác nó khác cả nhà ơi, vừa đẹp
mình bận đồ gì không có lạnh nha cả nhà. Mình có đồ chùm tay nè, có tay. Cô xin hơn. Ở đây mấy cục đá được tiếng nó trơn hết đây. Tới rồi. Thế là cũng đã tới rồi. Anh bị màu đỏ là cái anh chủ đó, nên anh dành những chỗ này lắm, những chỗ nào có nha. Bọn trẻ nó rất là thích. Nhìn ở dưới lên tuyết rơi à. Đẹp quá trời. Tuyết càng ngày càng rơi càng dày đặc hơn cả nhà ơi. Chú xin hay không? Chú sao vậy trời? Xin chào cả nhà. Mình thì mình có cái đồ bịch ta là không có lạnh cả nhà. Còn hầm nữa. Mình đi á cả nhà. Đi bộ á, tập thể dục đó. Nó hầm. Hai anh này phụ. Anh ấy á. Ừ, sao kìa? Ua. Lần đầu tiên mình cảm giác cái tết dèo lên thế. Tại có nhưng mà mấy em nhỏ xíu cả nhà ơi. Wow, vô rồi xem nè. Thì ra nó nằm ở dưới mấy cái tảng đá cả nhà, nhưng mà nó nhỏ xíu. Nhỏ xíu nè. Nhóc hết chưa? Chắc hay ơi, hai chú anh mã này rồi. Ô mã này rồi. Đi. Má này ô. Đây là sàn. Ở bao nhiêu kia hả? Ha. 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 Halt.
이렇게 확 하면 안 되고 살짝 걷어내 이렇게. 네. 걷어내면 알았어. 걷어내면은 걷어내면 이렇게 보여. 여기가 이렇게. 네. 어 나왔어 일단. 맞죠? 이거 여기다 두게 크잖아 이거. 네. 그죠? 와. 이거를 할 때 살짝만 여기만 위에 거만 살짝 걷어내 까맣게 나오게. 네. 저기 잡았어. 까맣게 나오게. 와. 그러면 저기가 나오는 거예요. 네. 좀 더 걷어. 까만 거 나올 때까지. 그렇지. 저기 나왔잖아 이거. 그래서 위에 거 하얀 노란 거 살짝 걷어내면 까맣게 나오면 이게 박혀 있어 조개가 이렇게. Cao đến chừng nào mà thấy cái sừng màu đen đó cả nhà, thì nó sẽ lú lên đó các em đó. Mình có cào sâu quá. Có ghi mã này không? Mua một khối lốt. Có nhiều gì trời ơi. Anderson. Ơi, xin chào cả nhà. Và một ngày nữa lại thất bại. Hôm nay còn thảm, thất bại còn thảm hại hơn. Tìm được những em cua gì mà ký hơn không mà cả nhà. Và những con nghêu sò nhỏ nhỏ không à. Mà lại tìm khó hơn so với cát hôm qua nữa. Hôm nay lại đắp sình đó cả nhà. Thôi, cảm thấy rất là chán. Tại hôm qua tìm được những em nghêu khủng rất là nhiều. Đấy, và bây giờ thì tại vì lạnh quá mình không có quay video tiếp được nữa. Nên mình xin tạm dừng video tại đây. Chúc cả nhà có một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Và đừng quên nếu thấy video thấm hay, đăng ký một like, một share, nhấn vào nút đăng ký để có thể xem được những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Annyeonghaseyo. Hôm nay mình đi đâu? Đi bộ.